Úi, nó bẻ cua kìa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hale. Một tuần nữa đã đến Trung Thu rồi. Đứng trước không khí náo nức của Trung Thu thì ngày hôm nay mình cũng rất muốn làm một cái video về chủ đề Trung Thu. Hôm nay thì bọn mình sẽ ăn bánh Trung Thu. Hai chị em sẽ thử hộp bánh Trung Thu. Hộp bánh Trung Thu này rất là đặc biệt, đó chính là quà tặng của công ty mình. Ở đằng sau này thì có in logo của công ty mình ấy, tặng trong dịp Trung Thu này. Năm nào mình cũng có bánh Trung Thu. Năm này đặc biệt hơn, năm ngoái được một hộp 4 cái. Và năm nay thì mình được tặng một cái hộp 6 cái và mình cũng đang rất muốn thử cái hộp bánh Trung Thu này có gì ở trong. Và ngày hôm nay thì sẽ có một nội dung nữa rất đặc biệt, đó chính là mình đã cho Ngân đặt ra 10 câu hỏi và hai chị em sẽ ngồi vừa ăn bánh Trung Thu và sẽ trả lời những câu hỏi đó. Và ngay bây giờ thì mình sẽ khui quà. Khui quà. Rất là bự đúng không? Khi mình nhận được cái hộp này mình thấy rất là bự. Tên tè review. Đây mình nghĩ là chắc cũng không có gì là phải review đâu. Đây là hộp bánh Trung Thu dạ nguyệt của cái gì đây? Công ty cổ phần Bibica. Bibica. Năm nào công ty mình cũng tặng bánh Trung Thu hết chị đã. Wow. Đây, đây là bên trong cái hộp bánh. Ô, cái này nó sử dụng đường isomalt là một cái loại đường ăn kiêng đấy. Thì bây giờ hai chị em sẽ khui cả 6 cái ra và thử nhá. Trong quá trình khui thì Ngân sẽ đặt ra cho mình một vài câu hỏi. Mình sẽ khui cá đầu tiên nhá. Trong này thì có vị là vi cá hải sản này, gà quay vi cá, giam bông bát bầu, hạt sen canberry. Canberry là quả Việt quất à? Canberry, hai đứa ngu tiếng Anh ngồi nhau. Dầu hạt gấc, à, đậu xanh gấc, dị ghê. Hạt sen trà xanh thì chị đã trà xanh, ăn trà xanh trước. Tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đây là trà hoa nhài. Trà hoa nhài. Đây là hai cốc trà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay cùng với việc trả lời 10 câu hỏi. Mình đúng như này. Em muốn ăn vị nào đầu tiên trong 6 vị này? Hạt sen trà xanh. Canberry này có vẻ gì đấy mời nhá. Nhưng mà cái bánh bên trong nó bé lắm, nó chỉ có 80g thôi. Khá là bé. Nhưng mà cái mùi của nó đậm mùi vị dâu ấy. Dị cực. Nó hơi dị, bánh nó khá là bé. Nó không bự đâu. Thơm mùi trà xanh. Cắt đẹp vào, cắt hình tam giác ấy. Không, cắt như này này. Cắt đi. Trà ngập trà xanh. Đúng. Bên này thì nó có màu hơi hồng tím. Thích. Uống trà đã. Keng. Đúng rồi quá. Đúng lúc chị đã khát nước. Đậm vị nhài. Thơm nhỉ. Trà xanh, đây là vị gì nhỉ? Hạt sen trà xanh. Chả có vị trà xanh mấy đâu, nó không có vị trà xanh. Nó cũng vẫn không có vị thơm. Nhưng mà nó cũng không ngọt luôn ấy. Cũng có thể là cái bánh này là bánh tốt cho sức khỏe ấy. Từ đường ăn kiêng mà. Đến lượt vị Việt quất. Uống trà đã. Chị rất thích uống trà nhá. Cảm giác rất là hưởng thụ. Rồi em bây giờ em có thể đặt câu hỏi đi. Ok. Còn không nhớ mình đã đặt câu hỏi gì. Họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh. Họ tên đầy đủ là Võ Thị Hà Linh. Còn gì? Võ Thị Thùy Ngân, Võ Thị Hà Linh là hai chị em. Ngày tháng năm sinh là ngày 12 tháng 11 năm 1992. Năm nay tuổi dương là 27 tuổi mà tuổi âm là 28 tuổi rồi. Canberry nữa. Thơm. Em có thấy là vì nó làm bằng đường ăn kiêng cho nên nó không ngọt. Không ngọt. Nó không hề ngọt luôn ấy. Nhưng mà mình khá là thích ăn cái kiểu như này. Nó có vẻ như là nó rất healthy. Healthy. Câu số 2. Từ lúc bé bây giờ đã trải qua bao nhiêu mối tình? Cái này thì khó nhỉ. Đếm. Có khi không, thực sự là trải qua mối tình là coi là tình yêu thật đúng không? Thì tình yêu đầu đời là 5 năm đúng không? Là em biết người đấy đúng không? Không phải kể năm à, không. Bây giờ kể ta... tên đâu, không phải kể tên không là không được đâu, người ta đi lấy vợ rồi. Năm... Đừng có đốt nhà hàng xóm. Chuyện tình đầu đời là 5 năm và người đó thì bây giờ đi lấy vợ rồi cho nên là xin phép không công bố tên. Không đốt nhà người khác. Không đốt nhà người khác. Bây giờ người ta đã có con rồi. Thì chuyện tình đầu tiên là 5 năm yêu xa. Người đó ở trong thành phố Hồ Chí Minh và làm nghề cảnh sát nhỉ? Cảnh sát hình sự. Yêu từ năm lớp 11. Người yêu tiếp theo là cũng làm cảnh sát. Mình rất có duyên cảnh sát hay sao nhỉ? Cảnh sát gì? Cảnh sát bàn giấy, gọi là cảnh sát thì chị cũng không biết nhỉ? Đấy, nghiệp vụ của người ta là bàn giấy thôi, quản lý thông tin kiểu vậy ấy. Người đấy bây giờ mất rồi. Ồ,
người ta bây giờ đã mất rồi và người ta đã kết hôn và người ta bị mất ấy. Chị nghe bảo là vậy chứ chị cũng chưa xác nhận thông tin ấy. Trong quá trình hai người yêu nhau thì anh đấy cứ bảo là liên tục nói chuyện cưới xin, nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì mình còn rất là trẻ, đang học đại học mà, cho nên là mình không có kết hôn với anh đấy. Và hai người chia tay nhau thì anh ấy đã chia tay mình xong, thì một thời gian ngắn sau anh ấy quyết định đi đến việc kết hôn với một người khác. Và sau đấy thì lúc mà anh ấy đi chơi thể thao về và sau đấy thì anh ấy vào tắm và anh ấy bị đột quỵ và anh ấy đã mất rồi. Tiếp theo là vị vi cá hải sâm. Em bỏ cái này vào đây. Thế từ từ anh đấy xong rồi không có người yêu? Có tiếp chứ. Là hai rồi đúng không? Hai rồi. Để bây giờ chị nhớ nhá. Người thứ ba. Người thứ ba của mình là ai ta? Vi cá hải sâm. Dị thế nhở? Vi cá là cái gì của con cá? Gà quay vi cá. Quá dị. Người yêu tiếp theo của mình có thể gọi là cái cậu sinh năm 96 đấy được không? Được. Thì mình sẽ chia sẻ một cách lộn xộn nha, bởi vì mình cũng không nhớ được đâu. Không nhớ hết được. Thì bây giờ mình sẽ sực nhớ ra người nào thì mình sẽ chia sẻ người đấy. Tiếp theo là mình có yêu một cậu 96, thua mình 4 tuổi. Tuổi âm là 95 nhưng mà tuổi dương là... quên đi. Lái máy bay các bạn. Ừ, lái máy bay. Thì nó lái chị thôi chứ chị đâu có lái nó đâu. Đi đâu. Chả thế, chị là máy bay bà già mà chị đấy. Là bà già và cậu ấy là... Rồi, người thứ... Không được nói là nó. Tôi gọi là cậu ý, nó là nó nghe không? Có nói nó đâu. Chị nói là nó. Nãy chị quên, phải nói với người ta bằng cách tôn trọng chứ, dù yêu hay không yêu nữa cũng phải tôn trọng người ta. Là người thứ mấy thôi nhở? Là người thứ ba. Ba rồi, ok. Là ba. Người mới đây nhất ấy, còn những người giữa chị cũng không nhớ lắm. Thực sự thì cũng chỉ có ba người yêu thôi. Cái này rất cứng. Cái này là gà quay vi cá chắc chắn đấy, chị nhớ là gà quay vi cá này. Bùi. Còn một cái là vi cá hải sâm, một cái là vi cá hải sâm. Nào. Nhìn như kiểu bánh thập cẩm ấy các bạn. Nó rất giống bánh thập cẩm. Mình thử cái gà quay vi cá trước nhé và nói chuyện tình cảm tiếp nhé. Kiếp. Cái này đúng vị bánh thập cẩm. Thập cẩm mà nó nhạt ghê ấy, nước mặn mặn. Chắc là nó vì làm bằng cái đường ăn kiếm, không ngọt như bình thường. Cuộc đời sống chết không bao giờ ăn bánh thập cẩm. Ừ. Mình không hợp với bánh thập cẩm các bạn. Không hợp với bánh thập cẩm. Là cậu gần nhất đấy đúng không? Cậu đấy ngăn biết còn gì? Tiếp theo là đến vi cá hải sâm nhá. Thì cậu sinh năm 96 đấy thì là mới yêu gần đây nhất nhở? Sau khi chia tay cậu đấy thì cách trở lại đây 2 năm mình cũng không hề yêu ai nữa. Thì bây giờ thì... Cái này vẫn giống, rất giống... Rất giống bánh thập cẩm. Bánh thập cẩm. Và chắc là mình sẽ không... Chị cũng không biết là vi cá là cái gì. Chị ăn được miếng mứt bí. Mứt bí á? Ừ. Nói mà chị không thích bánh thập cẩm đâu. Xong nhá. Thế là lịch sử là có thực sự nếu mà để coi là người yêu thì chỉ có 3 người thôi. Ok, là một người đã đi lấy vợ, một người đã mất rồi và còn một người thì yêu cách đây 2 năm thì chia tay rồi, bây giờ cũng không yêu ai, cậu đấy thì thôi mình 4 nữa. Thế có một cái anh mà làm bị tai nạn ấy. Anh nào ta? Không, đấy là thời tình yêu bọ xít mà. À, cấp 3 đúng không? Ừ, đấy không gọi là người yêu, chỉ cầm tay nhau thì đâu có gọi là người yêu đâu. Nhưng mà phải có cái gì hơn đúng không? Giam bông bát bửu và đậu xanh gấc. Cho em cái giam bông. Mẫu đàn ông lý tưởng. Mẫu đàn ông lý tưởng á? Các bạn nam nghe rõ nhá, nghe rõ trả lời nhá. Xứng đôi cưới thôi các bạn. Chị bỏ cái này xuống. Chứ Linh nhà mình già lắm rồi. Tiếp theo là hình mẫu lý tưởng đúng không? Ừ. Đây là cái gì? Là đậu xanh gấc. Ok. Hình mẫu lý tưởng. Đó là, thật ra thì mình cũng không hề có hình mẫu lý tưởng nào. Nhưng mà ở độ tuổi này thì chắc là cũng phải là một người sự nghiệp đẹp trai. Đậu xanh gấc. Rất đậm vị gấc luôn. Màu này màu cam. Giam bông bát bửu thì 100% là nó sẽ giống thập cẩm. Chị nói đâu có sai đâu. Nó rất giống luôn. Không có gì sai hết. Đầu tiên là cái gu người đàn ông của mình là phải gọi là gì ta? Điềm đạm. Mình rất thích những người hiền lành, điềm đạm nhạo và không có khoe mẽ. Mình rất ghét những người khoe mẽ. Ngon à? Gấc đúng không? Những bánh trung thu không ngọt là những bánh trung thu ngon. Ngon ghê. Cái này là cái ngon nhất. Ừ, đúng rồi. Nó vừa phải, cái gì nó cũng vừa phải. Cái vị gấc này là cái ngon nhất luôn. Vậy đó phải ý là phải bận rộn một chút. Tức là mình không thích những người bận rộn một chút là có công việc ổn định. Chính xác. Ý là người ta cũng đề các công việc và có trách nhiệm với gia đình ấy. Và tiếp theo là mình rất thích cái kiểu đàn ông mà gọi là tinh tế. Chị rất thích kiểu đàn ông tinh tế nhá. Tức là người ta ý là người ta đừng có không để ý đến mọi thứ thái quá. Chị nghĩ đấy không phải là bản chất đàn ông phóng khoáng đâu, đấy là vô duyên. Đúng không?
người ta phải để ý tinh tế một chút đi. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo đâu? Cái gu người chỉ có hai cái thôi à? Chỉ thế thôi, chị chỉ thế thôi chứ chị cũng chả yêu cầu gì cao sang cả. Tầm tuổi này rồi, miễn là đàn ông là tốt. Liêm sỉ gì tầm này nữa các bạn. Một người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong phải lắm tiền. Không, chị kiếm ra tiền mà chị đâu có cần vấn đề đấy đâu. Câu số 4 à? Bao giờ lấy chồng? Câu này hỏi hộ cho gia tộc nhà họ Võ. Bao giờ lấy chồng? Câu này chị đã xác định rồi, chị luôn luôn có kế hoạch đối với cuộc đời nhá. Giống như cách đây khoảng tầm 2 năm khi mà chị làm còn làm ở Vinh ý, chị quyết tâm sau 2 năm là chị sẽ phải thăng chức đi. Thì sau 2 năm chị đã thăng chức đúng không? Ngày xưa lương 1 chữ số thì phần đầu sau 2 năm phải có lương 2 chữ số, bây giờ cũng đã có điều đấy rồi. Chuyện tình duyên thì không ai có thể biết trước được, nhưng mà chị nghĩ là sang năm hoặc cuối năm sau khi mà chị mua được xe hoặc là một cái tài sản nào đó. Thật ra cái việc đấy nó không quan trọng, đấy là cái mục tiêu cuộc đời chị, ít nhất chị cũng phải có một cái thành tựu gì đấy trong cuộc đời. Mình mà có thành tựu gì đấy trong cuộc đời, như là mình có thể mua được một cái xe ô tô hoặc một cái nhà chung cư bé. Đấy, chứ còn bây giờ thì mình còn đang có rất nhiều quá nhiều dự định. Đúng rồi, có quá nhiều dự định ấy, và bây giờ mình cũng cảm thấy là mình chưa phù hợp với việc lập gia đình. Ok. Sao? Em thấy chị có già quá. Câu trả lời bao giờ lấy chồng vẫn chưa thể trả lời được. Em thấy chị có già quá. Có. Tiếp. Đây là một câu hỏi rất là hay. Rất thú vị, phải trả lời thật nhanh trong vòng 3 giây. Ok. Trung thu này định tặng gì cho em đẹp? Em có phải trẻ con nữa đâu. Có. Em có người yêu rồi. No. Em không có người yêu rồi, nhưng mà em đã có người tán rồi. Ít nhất là em có người tán rồi thì em phải tặng quà cho chị chứ. Ai lại chỉ mua cho một chai em trà sữa? Câu tiếp theo. Và người yêu chỉ mang có một chai trà sữa Thái Lan và không có được nha. Câu tiếp theo, nó còn bị hỏng không. Các bạn ạ. Ngoan thì cũng có. Câu tiếp theo, câu số 6. Tự nhận xét về ưu khuyết điểm của bản thân. Đầu tiên về ưu điểm hay là khuyết điểm trước? Khuyết điểm. Khuyết điểm. Rất nóng tính. Công nhận. Hơi lạnh lùng. Tức là hơi vô tâm và hơi nhanh quên mọi chuyện ấy. Như chị em với nhau thì không có nói. Tại vì cái Ngân nó là một đứa không chấp mình ấy. Kiểu vậy ấy. Chứ còn nếu như thực sự mình quen một người nào đấy, hoặc đấy mà người đấy kiểu dạng như cũng không quan tâm đến mình thì mình cũng thôi luôn ấy. Chứ cũng ít khi để tâm lắm. Hơi cầu toàn. Ý là hơi cầu toàn quá về bản thân mình ấy. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi việc là mình béo lên rồi mình xấu đi. Kiểu vậy ấy. Đấy. Và cái thứ ba nữa là một khi mà đã làm cái gì là làm cho đến chết thì thôi. Tức là rất là cố chấp, tính cách rất là cố chấp. Ví dụ như có ai đó chê bai mình bất cứ cái gì đấy trong công việc thì mình sẽ làm đến khi nào người đó không chê được mình nữa thì thôi, kiểu vậy. Và mình không biết đấy là khuyết điểm hay là ưu điểm. Tiếp theo đó chính là rất là thẳng tính. Nói là mất lòng người khác, nhưng mà từ ngày mình ra Hà Nội làm việc và mình làm một cái vị trí khác rồi thì mình cũng đã phải thay đổi. Và cái tính thẳng tính đấy thì bây giờ mình cũng đã không phải nghĩ gì thì nói cái đấy ấy. Có xu hướng bạo lực. Rất hay có xu hướng bạo lực ấy. Nhưng mà ngày xưa thôi, bây giờ thì rất ít rồi. Tức là bây giờ kiểu nóng tính lên thì không có xu hướng bạo lực nữa. Ngày xưa có người yêu ví dụ như cãi nhau rồi hay cấu, hay cắn hay... Còn bây giờ bực tức gì sẽ xả hết vào mình các bạn. Không, chị đã bao giờ đánh em đâu. À, ưu điểm. Ưu điểm á? Ưu điểm, có cái ưu điểm gì ta? Chả có cái ưu điểm gì. Có. Chăm làm còn gì nữa. Ok. Nói được là làm được. Và rất dứt khoát, cái đấy chị nghĩ là ưu điểm đấy. Xinh gái. Ok. Ok, sao miễn cưỡng vậy ta? Đấy cũng có thể xem là một cái ưu điểm. Có một cái khuyết điểm nữa là chị rất dễ bị cảm xúc chi phối, rất dễ khóc. Kiểu vậy. Khi mà bị một ai đó kiểu xúc phạm mình không kiềm được là mình dễ kiểu đấm vào mặt nó. Điền tuôn như suối luôn. Mẹ đã thấy chị bây giờ mấy năm lại đây có bao giờ đấm vào mặt ai không? Khóc luôn. Bản thân mình chả thấy mình có cái ưu điểm gì. Chỉ mỗi cái việc là chăm ăn cũng là ưu điểm. Chăm làm, cố gắng làm việc. Và đấy hết rồi. Chỉ có mỗi thế thôi, chúng không có cái ưu điểm gì nữa. À, chăm chút cho bản thân, rất yêu bản thân bằng cách là chăm sóc sắc đẹp ấy, kiểu vậy. Cái đấy được các bạn. Thỉnh thoảng nó mua đồ cho cả mình. Câu tiếp theo. Nói một ý định chưa thể thực hiện được. Này dễ quá còn gì nữa. Có người yêu. 2 năm vừa rồi làm gì yêu ai đâu. Suốt ngày ở nhà còn gì. Câu số 7. Thói quen xấu khi đi ngủ. Có hai cái. Một là nói mớ. Nói mớ. Không, nói mớ còn đánh ở mình. Hay gác chân. Hay gác chân lên người khác ấy. Cái này đã bị từ rất lâu rồi. Từ ngày xưa ngủ với mẹ yêu cũng hay kiểu vậy ấy. Tức kể cả ngồi cũng phải cũng lúc nào cũng phải dí vào được người khác. Gác chân lên người khác được một cái mới chịu được ấy. Tiếp theo. Tiếp còn. Nói đi.
còn các bạn ạ. Là gì? Đây. Bóc phốt à? Không, đây là một cái bàn tay đúng không? Chị Linh đi ngủ rất hay bỏ tay vào quần. Rất hay bỏ tay vào quần, các bạn biết không? Ừ, bỏ qua cái chân quần là để thế đi ngủ thôi, lúc nào cũng bỏ cái tay vào chân quần. Kinh quá cơ, cái đấy không bao giờ bỏ được. Đấy là lý do vì sao mà trong nhà thì có chơi với hai cậu rất thân nhiều và rất sợ hai cậu đấy đạp cửa phòng và lúc thấy mình trong trong lúc ngủ nằm ngửa này vào tay thì dắt vào quần thì bệnh ngoạn đấy. Lúc nào cũng rất là bệnh, cái bệnh lắm đấy. Lúc nào ngủ xong để tay vào đấy, đấy là hết rồi đấy, đủ rồi đấy. Câu hỏi tiếp theo. Này, bài hát dạo này hay nghe. Lời yêu hay dại. À, hát một hai câu hát hiện đang chạy trong đầu. 1, 2, 3. Không nhớ ra được bài gì. À, xứng đôi cưới thôi, tự nhiên nó chạy trong đầu ấy. Không, các bạn ấy hát như muốn nào? Muốn lấy chồng lắm các bạn ạ. Đôi môi thầm nồng, má em mừng hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại. Không nhớ nữa. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Ok, nói lại một lần nữa về bánh trung thu nào. Không, bánh thập cẩm thì không cần xét. Chị luôn ghét. Chấm điểm đúng. Chấm điểm. Chị thích nhất là bánh gốc. Thích nhất bánh trà xanh vì chị không có thích bánh trà xanh. Thích trà xanh. Thật ra em chấm biển cái này, điểm cái này cao là bởi vì em thích trà xanh thôi. Cái gì em cũng cuồng trà xanh. Cái gì em ăn trà xanh là thì cả đấy là KitKat. Nó cũng đòi ăn cái vị trà xanh. Mình rất thích ăn KitKat trà xanh. Rồi, đấy. Tiếp theo. Bánh trà xanh này mình sẽ cho 9 điểm rưỡi. Thì cái này chắc là 9 điểm rưỡi đối với mình, bánh gốc là 9 điểm rưỡi. Không, bánh này chị chấm bao nhiêu điểm? Trà xanh hết 8 thôi. Canberry à? Ừ, đúng rồi. Canberry à? Cái bánh, cái này mùi kinh quá à. Mùi nó cứ kiểu mùi hóa học ấy. Mình sẽ cũng sẽ không bao giờ ăn lại cái bánh này. Bánh vị canberry. Mình cũng 6 điểm. Không bao giờ ăn lại, nó không có ngon. Đây là bánh gì? Các loại thập cẩm, vi cá. À, tất cả loại thập cẩm âm 4 điểm. Đối với mình luôn luôn âm điểm. Tết trung thu này chị sẽ có một món quà thật đặc biệt cho em. Đó chính là chị bánh thập cẩm. ba cái bánh thập cẩm đây. Em vừa hỏi chị quà gì đúng không? Không bây giờ trả lời luôn. Tặng quà thì có thể không lấy đúng không các bạn? Mình xin từ chối cái quà này. Thôi nhưng mà chắc chắn chị sẽ có quà trung thu cho em. Yeah. Cái này là lời hứa. Tất nhiên từ trước đến nay chị nói gì chị luôn làm được mà. Thế chứ là nhờ câu hỏi mình thông minh các bạn. Tất nhiên là chị cũng không nhớ ra được cái đấy bởi vì chị quá bận đấy. Nhưng mà chắc chắn là chị sẽ có quà. Không, mình sẽ nhắc. Nói chung ngoan thì cái gì cũng có, chăm chỉ dọn nhà đi. Trong cái video này thì mọi người cũng đã hiểu thêm về mình thông qua 9 câu hỏi mà Ngân đã đặt ra đúng không? Sau này thì mình chắc chắn sẽ ra một cái video về những cái điều thú vị về bản thân ấy. Có thể là 20 hoặc 50 điều thú vị gì đó về bản thân nếu như mọi người muốn ấy. Sắp tới thì chắc chắn là mình cũng sẽ cho ra thêm nhiều những video như là ăn uống này, về beauty chẳng hạn. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình như ngày đầu bởi vì là cách đây chỉ mới còn tầm mấy tuần thôi đúng không? Thì cái kênh YouTube của mình chỉ mới có 100 subscribe à? Hôm đấy còn mình vui lắm các bạn. Khi mà được 100 subscribe là mình với cả Ngân đã hú hết đồng ý lên. Mình đang ngồi bình thường thì chị Linh. Ôi đẹp ơi, 100 người rồi. Chỉ trong vòng mấy tuần thì bây giờ kênh YouTube của mình nó đã lên gần 3.000 rồi. Rất là hạnh phúc. Và cái này thì cũng phải cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian cũng như là dành cái sự yêu quý dành cho mình cũng như là Ngân. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên subscribe cho mình nha. À, nếu như các bạn cảm thấy video này vui và các bạn cảm thấy video này có ích thì hãy cho mình một lượt like và đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì các bạn sẽ là những là người đầu tiên gặp mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye. Bye. Mà chị nhân công thì phải bánh này không ngọt. Được. Không biết là chị đang như một chân có dép một chân không.